Chào các bạn, chơi hoa cây cảnh thì mong muốn của chúng ta đó là các loại hoa cây cảnh của chúng ta đơm hoa và kết trái. Cây chanh trồng trong chậu trên sân thượng của tôi đã đậu được rất nhiều quả. Vì vậy hôm nay tôi làm video này để chia sẻ với quý vị và các bạn ai có những cây chanh trồng trên chậu chúng ta có thể áp dụng để chúng ta tạo ra những cây chanh quả to và sai chịu quả. Thứ nhất, đó là khi chúng ta lựa chọn trồng chanh. Trên thị trường có rất nhiều các loại chanh. Tuy nhiên, quý vị và các bạn nên trồng chanh tứ quý. Vì chanh tứ quý nó có thời điểm ra hoa rất phù hợp để cho cây chanh đậu trái. Và nó có thể ra hoa quanh năm các bạn. Nếu chúng ta đáp ứng được đủ nhu cầu thức ăn cho cây chanh. Thứ hai là thông thường cây chanh tứ quý người ta sẽ ghép trên gốc của cây bưởi. Bộ rễ của cây bưởi rất là khỏe. Nó sẽ huy động được thức ăn, nó nuôi các cành chanh phía bên trên tốt nhất. Thứ ba là cây chanh tứ quý nó thích nghi được với rất nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng xem lại video từ khi cây chanh ra hoa đến khi cây chanh đậu các quả nhỏ. Và đến giai đoạn hiện nay, tất cả các quả chanh đã to bằng hạt đậu tương và hạt lạc rồi. Dưới phần gốc của cây chanh này, tôi có trồng thêm một ít rau má. Trước khi tôi trồng cây chanh này, tôi đã bón lót phía dưới 5 kg phân chuồng các bạn. Đó là tôi sử dụng phân gà hoai mục, tôi trộn với đất theo công thức 1 phần phân, 3 phần đất. Sau khi lót phân xuống phía dưới, tôi đã lót lên trên khoảng 5 phân đất không có phân bón và sau đó trồng cây chanh lên. Trước khi cây chanh này ra hoa, tôi đã bón bổ sung lên mặt gốc cho cây chanh này khoảng 2 kg phân chuồng nữa. Khi cây chanh nó ra hoa, đến nay nó đã duy trì được chế độ quả như thế này. Với một cái lượng quả nhiều như thế này, lượng phân bón lót và lượng phân bón bổ sung lần sau sẽ không đủ cho cây chanh nuôi cái giàn quả này các bạn. Hôm nay tôi làm video này muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, chúng ta cần phải bón thúc cho cây chanh trong giai đoạn nuôi quả. Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng khoảng 2-3 kg phân chuồng hoai mục hoặc là phân vi sinh. Quý vị và các bạn hãy trộn 1 phần phân và 3 phần đất. Quý vị và các bạn sẽ bón trực tiếp lên trên gốc chanh này. Thì phân bón nó sẽ từ từ nó thẩm thấu trong quá trình chúng ta tưới cho cây. Bộ rễ của nó ăn được phân bón, nó sẽ đưa lên nó nuôi cái giàn quả này. Đây là lượng phân vi sinh mà tôi sẽ sử dụng để bón thúc cho cây chanh đây các bạn. Đây là lượng phân được xử lý từ rác thải hữu cơ các bạn. Kết hợp với phân gà và vôi bột. Sau đó người ta cho một số men vi sinh vào. Người ta ủ trong khoảng thời gian 6-8 tháng. Thì nó ra được sản phẩm phân bón như thế này các bạn. Nó cũng có đầy đủ các cái chất dinh dưỡng. Và một số vi sinh vật có lợi cho cây trồng. Nó sẽ phân hủy các chất hữu cơ trong đất, giúp cho cây trồng thông thoáng bộ rễ và có thể phát triển mạnh các bạn. Giai đoạn cây chanh đang nhiều quả như thế này, nếu quý vị và các bạn sử dụng bằng NPK mà chúng ta sử dụng không đúng liều lượng, có nguy cơ sẽ làm cho các quả chanh bé và thậm chí các quả chanh to cũng có thể bị rụng các bạn. Để đảm bảo cho chất lượng chanh của chúng ta an toàn và tăng kích thước quả cho chanh, nếu chúng ta không bón thúc bổ sung phân bón cho cây chanh trong quá trình nuôi quả thì cái tỷ lệ quả lép, quả không phát triển sau này sẽ rất là nhiều. Vì vậy những ai đang trồng chanh chúng ta sẽ tham khảo cách thức mà tôi đang chia sẻ với quý vị và các bạn để chúng ta có những cây chanh ra được nhiều quả nhất và những trái chanh đạt được kích thước quả to nhất. Chúc quý vị và các bạn thực hiện thành công với cây chanh yêu thích của mình. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.